Vâng, xin chào bác, chào anh em, chào mừng có quay trở lại kênh của bên em nhé. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục về mẫu quản lý nguồn khá là quen thuộc với anh em, một mẫu quản lý nguồn hàng chính hãng đến từ thương hiệu NS Aquatic, model D.08. Mẫu này thì hiện tại lô này thì em về hàng với lô màu đen, lô màu đen các bạn. Rất nhiều anh em yêu cầu mẫu màu đen. Đấy. Mẫu này thì được rất nhiều anh em tin dùng vì vấn đề gì, cái mẫu này thì thứ nhất nó là hàng chính hãng, đảm bảo về chất lượng. Cái thứ hai nữa thì em ấy có quản lý nguồn này thì có lọc nguồn. Có lọc nguồn đấy các anh nhá, và có cuộn cả. Riêng biệt từng cổng và có rơ le từng cổng cho bác anh em luôn. Đây các bác nhìn. Đây, mạch bên trong nhìn, các bác nhìn thấy chất rồi không ạ? Dây nguồn lớn, dây nguồn chịu tải cực kỳ lớn. Dây này dây 4 chấm. Đây em quay cho bác anh em cùng xem. Đâu rồi? Cái thông số của em nó dây S cộng này, nó có ghi ở đây dây nguồn luôn đấy, dây 4 chấm em đây, 3G 4 chấm đấy các bác nhé. 8 cổng phía sau và 2 cổng phía trước, tắt mở các cổng tùy ý đấy các bác nhé. Có đồng hồ đo hiển thị dòng điện luôn này, đấy, màn hình hiển thị. Đây các bác muốn là tắt mở từng cổng này, các bác nhấn vào này, đấy, nó sẽ tắt mở tự động luôn, từ 1 đến 8. Lần lượt các bác nhé. Và các bác nếu mà muốn để mà mở riêng biệt từng kênh đúng không ạ, các bác có thể xoáy này. Đấy, xoáy ví dụ nó hiển thị CS1, CS2 này. Đấy, nhấp nháy CS3 này, các bác bấm này. Đấy, mở cổng 3, duy nhất cổng 3. Hoặc các bác muốn mở cổng 1 và cổng 3 đúng không ạ, cổng 1, cổng 3 thôi. Đấy, các bác nhìn này. Hoặc là các bác tùy ý. Nếu như mà các bác có sử dụng mà ở nhà có các bạn trẻ nhỏ, hoặc các bác đi làm sự kiện lớn chẳng hạn, các bác không muốn người ta bấm, bây giờ người ta bấm vào đây không mà người ta bấm nhầm cái rồi là nó sẽ tự động tắt mở hết đi, mà trong cái đó mà các bác có những thiết bị nó khởi động rất là lâu như những dòng vang số đời cao hoặc những con mixer chẳng hạn, đấy, khi mà tắt mở đột ngột mà như thế khi mở công suất lớn thì khá là nguy hiểm luôn. Các bác muốn bây giờ không muốn để người ta tắt mở tùy ý như thế này nữa, nhà mình không có mặt ở đó mới để mình túc trực thì phải làm như thế nào? Thì ở đây cái nút mà em vừa hướng dẫn các bác anh em để tắt mở từng cổng đúng không ạ, thì các bác bấm và giữ là nó sẽ khóa. Các bác nhìn nha. Đấy, hiển thị chìa khóa này, các bác bấm tắt mở đây nó không có tác dụng gì nữa. Đấy, thoải mái luôn nha. Còn bây giờ các bác muốn ví dụ như mà các bác muốn tắt đi chẳng hạn, tắt đi thì các bác phải làm gì? Các bác bấm lại, bấm giữ thôi, mở khóa ra. Người ta không dùng đến, người ta không dùng quen, người ta không biết cái tính năng này đâu. Đấy, các bác đến lúc đó các bác thể tắt mở tùy được. Và để dành cho các anh em làm sự kiện thì bên em sẽ tặng thêm cho bác anh em một cái công tắc rời luôn nhé. Cái này thì em sẽ tặng cho bác anh em khi các bác mua mẫu quản lý nguồn hàng chính hãng LSD.08 này các bác. Đấy, em tặng cho bác anh em, các bác đấu nối ở mặt phía sau này. Em quay luôn cái mặt phía sau để giới thiệu cho bác anh em luôn. Đấy, phía sau này. Đấy, còn đây, cái tem hàng chính hãng đây. Em nào cũng sẽ có các bác nhé. Đấy, em nào cũng sẽ có cái tem... bảo hành điện tử này, các bác yên tâm, hàng chính hãng mà, các bác phải cào số, cào mã ra và các bác gửi đến đầu số 8169. Còn quay mặt phía sau cho bác anh em này, đấy, 8 cổng phía sau này, 2 cổng phía trước chạy trực tiếp sau app đây. Còn cái này thì nó sẽ được điều khiển bởi qua 8 cổng này, 8 cổng phía sau điều khiển 1 2 3 4 5 6 7 8, đó cũng là thứ tự lần lượt của các cổng luôn các bác nhé. Và cái dây này thì các bác đấu nối như nào? Dây này nếu các bác mà có sử dụng các bác nấu vào đây. Trái phải đều được hết. Trắng đỏ đều được, bên nào cũng được. Đấy, các bác khi mà các bác dùng đến ấy, thì các bác có thể đấu ra ngoài tủ sự kiện chẳng hạn. Đây ví dụ tủ sự kiện các bác bấm này. Đấy, nó thay thế cho cái nút start này. Đấy, các bác nhìn bên trong đúng không ạ? Một mẫu quản lý nguồn hàng chính hãng, chịu tải lớn. Tất cả chân này đều chân những cái lá bên trong là lá đồng các bác nhá. Có lọc nguồn. Giá thì em có để trực tiếp phần tiêu đề cho bác anh em luôn. Các bác nào có nhu cầu thì bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để trên phần tiêu đề, hoặc các bác có thể nhắn tin trực tiếp qua cho bên em để chốt đơn các bác nhé. Giá sập sàn luôn, bảo hành rất dài, bảo hành đến 2 năm, một đổi một trong 60 ngày cho bác anh em. Và anh em đang xem video thì nhớ cho một nút like và một nút share nhé. Xin cảm ơn các bác, xin cảm ơn anh em.